Chào các bạn, tôi đang cùng với cả các cái nhân viên của tôi là đang xếp những bộ dây đàn lên trên giá cũng như là chấn chỉnh lại cái showroom của tôi. Ngay sau khi mà tôi vừa trên trên sân bay Nội Bài đem cả lô đàn Handica 14 cây cùng với cả 1.600 bộ dây đàn Savare từ Pháp về. Handica thì tôi được làm đại diện 6 năm nay cho họ và tôi là một trong những đại lý bán chạy nhất cho Handica, một cái hãng đàn guitar rất là nổi tiếng ở Đức. Và cái tháng 5 năm 2022 thì tôi cũng đã đến cái xưởng đàn Handica ở Đức để mà chiêm ngưỡng cũng như là đã làm cái clip đăng lên trên YouTube để mọi người xem rồi. Còn hãng dây Savare thì tôi mới được làm đại diện và đây là cái lô hàng đầu tiên. Đấy, tôi rất là vui vì được làm đại diện chính thức cho Savare. Và rất là tình cờ này em ơi, tình cờ quá này, anh đang làm clip này, anh làm clip xong anh gọi nhá, Kim An nhá. Làm clip là gì? Làm gì? Đây nhìn thế này, đây ông nhìn đi, đây Savare này, đấy Savare này, Handica này. Savare có hộp không á? Hả? Đây có hộp, đây có, đây Savare có hộp luôn. Đây Bre Mayum này. Đây, các bạn nhìn nhá, đây là tôi với Tuấn thì quá thân nhau rồi và Tuấn cũng là một trong những cái đại lý dây đàn. Và tôi sẽ phân phối dây, các bạn nào ở Sài Gòn thì cứ mua của bạn Tuấn, Tuấn Kimen hoặc là Tuấn Kimen hoặc là bạn Gian Bi đấy, hay là đang quay, anh đang quay mà tình cờ đây này, nhìn này, đây đây 540 rồi đây. Đấy, chào khán giả cái đi, tình cờ gọi đúng lúc này thì chào cái đi. Hello khán giả. Tôi với Tuấn thì rất là thân nhau và có cái gì cũng trao đổi thôi, không vấn đề gì. Tôi thấy nhá, anh làm tiếp clip. Em ăn cơm hết rồi. Chúng tôi là cứ làm clip là các bạn biết là lâu nay là tôi cả bạn Tuấn đã làm clip là cũng ngẫu hứng lắm. Đây là, đấy các bạn nhìn cái bộ dây đàn Savare. Đấy, bây giờ họ làm cho trong những cái hộp đàn, cái hộp dây rất là đẹp. Đấy, mua dây của tôi thì cứ yên tâm là dây chính hãng rồi vì là tôi là đại diện mà, cho nên là mọi người yên tâm. Ngoài đại diện cho Savare thì các bạn biết là tôi làm đại diện cho Hana Bắc này, cho Knock Lock. Thế sao? Mới về nhà đấy. Anh bình tĩnh để em quay phim phát. Đây đây mọi người, đây đang quay máy ra đây. Đây tôi làm cho cái hãng này nữa này, Optima của Đức này. Dây này là dây cực kỳ hay, các bạn phải thử. Dây này là dây cực kỳ hay. Dây Royal Classic, tức là dây RC của Tây Ban Nha. Đấy, hãng dây cực kỳ truyền thống và ướt át của Tây Ban Nha. Đây là rất vinh dự là được làm cho hãng Augustin, hôm nọ tôi đã làm clip rồi. Đấy, Augustin đó là hãng đàn của cụ Segovia, ngày xưa cụ ý làm đại diện đấy. Hãng dây đầu tiên của nylon, sản xuất tại nylon. Rồi là hãng dây Knock Lock, hãng dây Knock Lock của Tây Ban Nha. Rồi, ok. Đấy. Ok, rồi, thôi. Đấy, ở đây thì là showroom cho nên là mọi người cứ ra vào làm. Rồi. Đấy. À tôi chết rồi, còn quên chưa giới thiệu về đàn này. Đây, cây đàn đầu tiên ở Việt Nam, cây đàn Natit 1A Handica đầu tiên ở Việt Nam. Tôi đã mở ra lúc nãy rồi. Cái hộp, riêng cái hộp này đã 1.200 euro rồi. Đấy, tôi cũng giới thiệu sơ qua tí. 14 cây đàn thì chỉ có hai cây xịn nhất là cây 1A Latit và cây 1A Double Top thì tôi cũng đã từng giới thiệu trước đây. Và ngoài ra là những cái cây cũng chỉ gần 30 triệu thôi, là cây mấy cái cây 50MC với cả 50PS cũng như là cái cây tầm trung là cây Natural với giá 48 triệu. Đấy, đại khái là 14 cây Handica là như thế. Và cái lô dây đàn thì các bạn có thể qua 28 Chu Liệt để tham khảo và cũng như là trò chuyện cà phê với tôi. Và xin tôi cũng xin kết thúc clip ở đây cũng như là chia sẻ những cái niềm vui mà mỗi lần có hàng về nó cũng như những cái đứa con tinh thần hay là
nói chung là cái gì rất là đam mê, không chỉ đơn thuần là buôn bán. Và xin hẹn gặp lại mọi người.